Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình lên rừng để đi thu hái cây thuốc. Và mình bắt gặp được một cái loài cây thuốc nó rất là quý trong y học cổ truyền của dân tộc ta. Nên mình quay video này để chia sẻ tới mọi người loài cây thuốc quý này. Cây thuốc này nó có tên gọi là cây găng xanh mọi người. Găng xanh nó là một cái loài cây gỗ leo. Nó thường mọc thành từng bụi rất là lớn. Thân của nó có thể dài tới 10 mét. Và nó thường mọc tựa vào các cây khác để leo lên cao. Thân non và bánh tẻ của nó thì có màu xanh, còn khi về già thì nó chuyển sang màu trắng mốc mọi người, và có những cái lấm chấm màu trắng như thế này. Thân của nó rất là cứng và gai rất là nhiều mọi người. Còn lá của nó đây mọi người, lá của nó thuộc về lá kẹp lông chim. Các cái lá chẹt này mọc xô le và các cái lá chẹt là có hình trụ ngược, lá rất là xanh mọi người. Có những cái lá rất là to giống cái trứng và cực kỳ là xanh ngược luôn. Nhưng mà cái này, cái chùm lá này nó mới ra cho nên này, nó hơi nhỏ. Cây này từ xưa được tổ tiên chúng ta sử dụng để trị các bệnh về xương khớp mọi người, rất là tốt. Rồi nó được hỗ trợ điều trị ung thư. Đó là một cái cây thuốc dùng để kháng ung thư khá tốt mọi người. Và đặc biệt là trong cái bài thuốc trị đau nhức xương khớp và xương khớp. Rồi tại vì địa điểm rất là tốt. Và bây giờ mình phải tiếp tục lên núi để đi thu hái cây thuốc đến đây. Mình xin chào và tạm biệt mọi người.